thấy lo chứ. Lo gì? Bên bển người ta có ăn cơm không? Trời ơi, đâu không ăn cơm. Người ta ăn đồ Tây, xứ Tây người ta ăn đồ Tây, không biết gì hết à. Rồi. Nhưng mà mình người Việt Nam, mình qua bển mình ăn cơm. Trời ơi, không biết tụi người ta đồ. Có nhiều người Việt Nam qua bển ở thèm lắm đi. Phải bay 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 ngược về đây húp tô mới về bển á. Phải không? Ờ. Ông thấy chưa? Nghe người ta đồn. Mấy ông biết ngay, nghe người ta đồn. Bữa nay á, con cảm ơn mọi người qua chơi với nhà con nha. Có mẹ con với ông Phúc chứ còn vui hơn nữa. Nghe chú nói, học hành đàng hoàng. Thấy chưa? Quan trọng nhất là phải lo cho sự nghiệp, lo cho tương lai của mình. Cái nhất, cái thứ hai, phải kiếm một thằng rể đúng tay nha. Nha mà sự nghiệp cũng phải ổn định. Để chi? Cưới xong, mang nó về đây, giới thiệu cho bà con công an. Cho ta nể mặt nể mày luôn. Lợi nhà mày khè cái mặt mày nám trước. Em khè mình con. Đủ thứ nói chuyện mà không có dòm trước dòm sau. Cái miệng của mày á, sao mày không không bao giờ mà tao thấy mày nói cho nó trúng hết thằng rể đông sàng. Trời đất ơi. Trúng coi. Tao nói trúng nè. Nói đi. Mày biết cái cặp này rồi. Mà tự nhiên mày kêu chồng tay gì đây hả? Ủa sao ngộ vậy, tự nhiên hai tía con ông ngồi cãi lộn hạnh tôi vậy hả? Tôi là ông nội nó, tôi không nói gì nói thôi, tự nhiên xía vô chuyện của người ta làm chi vậy? Một khi nó quyết định nó làm cái điều gì, nó phải xin phép tôi đồng ý nó mới được làm, hiểu chưa? Khỏi cần hỏi ý kiến ông, nó trên 18 tuổi rồi, nó chịu thằng Đức cháu tôi gật đầu có rụp về bên tôi tiến tên cái ào, ông khỏi dự cũng được nữa. ào hiếp ta không, mệt. Ừ, đây nè, bây giờ nói chứng con nè, thấy không? Con ngồi ở đây nè, có mặt báo quan gian võ nè, thấy không? Con nói đi, con có đồng ý là cột với thằng Đức cháu ngoại ông không? Cột là sao? Trời. Cột là gì? Cột mày không biết hả mày? Không. Trời đất ơi. Miệng mõm ra tới rồi. Trời ơi, dập con là có chửi con hoài à. Đồng ý cái gì nữa? Hai đứa nó đang quen nhau luôn rồi, bàn tán cái gì nữa? Không có đồn bậy nha. Con đâu đồn bậy đâu. Không thấy hai nó ngồi nắm tay hả? Bạn bè thì nó nắm tay nha, đó là chuyện bình thường. Trời ơi, kìa, hai đứa nói đi. Giấu cái gì nữa không biết. Con với Hạnh mới bắt đầu quen nhau. Đó, thấy chưa? Ôi. Cái tình hợp tình yêu tụi nó hả? Vỗ tay. Vậy là coi như là ông cử, ông thua tôi chào nha. Sao? Từ hôm trước ông nói nếu mà hai đứa này tụi nó yêu nhau thì ông thua tụi, ông nhớ không? Ờ hả? Trời, ông ngoại suốt ngày cứ cờ. Sao nhớ dài dữ vậy ta? Dạ. Ủa mà sao tụi này nó thương nhau mà tôi không biết gì hết trơn trời ơi ta? Trời ơi. Rần rần. Cả cái xứ này ai cũng biết. Mày cha đẻ nó mà mày không biết gì trơn trời. Chắc mày trôi cái giạc nào rồi mày tấp ở bờ nào ở bến nào mày không có biết. Thôi, nói chung đang vui mà. Đây, mọi người nghe cái bài hát mới của ca sĩ Hoàng Đức chưa? Hay dữ lắm nha. Cái bài đó trời ơi, nghe cái giai điệu nó rất là bắt tai, nó đi vào lòng người luôn. Đây nè, đợi con một lát. Ai, con chạy vô con lấy cái điện thoại cho con mở cho. Nữa có thằng nữa. Đây. Con lấy cái điện thoại con mở nhạc lên cho nghe hay lắm. Trời, đang vui nghe nhạc cái gì? Để người ta tính cái chuyện khác. Hay lắm. Ôi đi mày, không có làm được cái gì hết đó móp. Ba cái chuyện tào lao là giỏi à. Bây giờ nghe cái gì nữa? Nghe bài hát mới nó không có nghe nữa. Từ mấy hôm nay ông ngoại nghe một cái lời luôn rồi. Giờ mở chi nữa? Ông ngoại, hát biểu diễn cái. Gì hát? Thuộc lời rồi đừng có xạo mà, hát đi. Tao là tao thích nghe nhạc à. Bài nào tao cũng nghe thì tao bấm thì trúng bài nó thì nghe bài đó thôi chứ tao nghe hầu nào nhiều. Trời ơi trời. Sao cái vô tình của Tiến Ngộ vô tình hoài vậy đó hả? Mệt mày quá. Ủa rồi thấy hồi sáng á Tí ơi, sao buổi chú Tí còn nhẩm lời bài hát con Đức nữa mà. Mày sao mày thấy tầm bậy tầm bạ, nói không hiểu. Không sao mày đi ngang buổi chuối, rượu nào ăn giữa chuối, trái chuối chín bói á. Ăn dục vỡ thì ba đi ba mới trợt cái đó, cù chỏ mới lít vô ngày đó. Nó phát lên bản nhạc cái tao nghe không nào. Ôi hay quá. Ờ, ông ngoại nói chuyện giống như siết vậy đó. Trợt xuống mà cái cù chỏ mà trượt lên cái màn hình luôn. Trời ơi thiệt. Cái điện thoại chắc bự bằng cái màn hình tivi quá. Cô Út nói nè, yêu xa vậy hơi cực khổ á, phải chịu khó lắm mới đến được với nhau á nha. Cầm im đinh. Nhiều chuyện. Cái gì ông nào? Nè, bữa nay là ngày vui nha. Nè, nói đưa đi ha là tao đuổi về nhà đó nha. Không có cho ở đây đâu. Ba, thì ba cũng đuổi con đi có cho con về đâu. Hay ba tha cho con lần này đi. Giờ bé Hạnh nó đi rồi, ba phải cho con về ở để lấp lại chỗ trống chứ. Chỗ trống cái gì? Nhà này chật lắm mà không còn chỗ trống nào hết trơn trời. Ông nội, mệt lắm quá. Đúng là hầu đó, cha mẹ ông đẻ ra đặt tên cự là đúng. Ông nói cái gì ra ông cũng cự người ta hết trơn. Giáo bộ vậy chứ, ở mình nè, giờ nó đi rồi nè. Ông ở với ai? Nhỏ kia nó về nó ở. Dù sao nữa cũng là ruột thịt của ông. Giáo bộ
rồi cái mốt mấy đứa này có chồng rồi cái nhớ con nhớ cái dòm di ảnh rồi khóc chết rồi. quên dòm ảnh rồi khóc nói coi gì? Như là nói gì con là bỏ qua chút đi nháy mắt cái gì hả, lần này tha cho nghe, lần sau mà lặp lại lần nữa là coi như là một đi không trở lại, hiểu chưa? Dạ cảm ơn ba yêu. Hôm trước trúng gió một lần tôi qua tôi phát hiện mở quạt máy, trời đất ơi ngay đơ cán cuốc khi ăn chở nhà thương lần rồi thấy không. Gì nữa trời ơi, mai mốt mày ngồi ai gần đứng ngồi gần tao tôi giật mình hoài luôn hả? Cái gì? Ủa mày bị giật hụi hả? Trời ơi tin vui trời đất ơi cái gì vui vậy? Cái bài hát của em rất sáng tác nè, con nghe con thấy hay quá, con là quản lý mà rảnh nó không làm gì con lấy bài hát con gửi qua bên nước ngoài. Trời ơi bây giờ bên công ty nước ngoài người ta nghe người ta thích quá, người ta nói là bây giờ người ta muốn mời Hoàng Đức qua bên nước ngoài tu nghiệp. Có cái mèo hẳn hoi luôn nè, coi đi. Đừng đi nước ngoài luôn. Dạ. Thiệt luôn hả? Tu nghiệp hay là tu sòng? Tu nghiệp. Tu sòng là cái gì? Tu sòng là cái gì ông nội? Quên lộn, tưởng đi tu kìa. Ủa? Sao cái chỗ ban này á trùng với chỗ mẹ con ở luôn á? Ủa, anh chọc em đúng không? Chọc cái gì mà chọc? Thiệt ra là vậy nè. Anh á là anh điều tra anh biết được cái tiểu bang mẹ của em ở, cho nên anh cố tình anh nạp vào đúng hé công ty mà ở cái tiểu bang đó luôn. Mục đích của anh á là để cho hai người qua bên đó là có thể gặp nhau dễ hơn, hiểu không? Hết giống như là có bà con giám đốc công ty đó. Dạ. Mà thằng này nói không hiểu, giờ mới hiểu là nó ban tiểu bang đỏ đây là tiểu bang. Đúng rồi, tiểu bang. Đâu ra ban đỏ nữa gì ông nội. Nè cái này là công của tôi nha, nhớ phải cảm ơn tôi á. Trời đất ơi, tính ra hai đứa hên thiệt nha. Cuối cuộc vậy á, thử một đứa đi thì mình lo. Bây giờ hai đứa nó gần nhau rồi, có chuyện gì á nhớ chăm sóc lẫn nhau nghe chưa? Dạ. Nhưng mà không được vượt quá giới hạn. Mày nhắc chứ. Hả? Lỗi bà. Trời ơi, điện thoại của tôi. Đưa đây điện thoại đây. Nhưng mà tính gan Hạnh với Đức nó có duyên số với nhau chứ bộ. Tự nhiên giờ hai đứa ở gần nhau nữa. Vậy tính ra gia đình mình bên này cũng đỡ lo. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nha, gia đình bên con đỡ nha, gia đình bên chú đó. Chú sao? Con Hạnh nó mà đi á là không có ai bên cạnh đỡ đừng chăm sóc cho chú đâu á. Thì riết cũng quen thôi, có gì đâu. Để tôi ra sao coi tụi nó nấu nướng gì đây. Sao mà quen được mấy sự cô đơn được hay vậy? Ủa con nói gì sai? Mày không có sai mà mày vô duyên. Mày nghĩ làm sao hả? Ông nói cái miệng ông vậy nhưng mà trong bụng ông tao biết ông buồn lắm đó. Trời đất ơi, nói gì con đứa cháu rượu à. Bây giờ nó đi rồi, ông ở mình nuôi nó từ đó tới giờ mến tay mến chân chứ. Nói người ta nó ăn coi nồi, nói coi hướng. Mày nói không có coi hướng nào hết trơn. Mày giờ bị tính chĩa mỏ vào hướng này mày nói được phải không? Vậy là tía đang nói cái này là tía cũng đang buồn đúng không? Coi như kế hoạch của tao là phá sản rồi. Tao nghĩ là Đức với con Hạnh hai đứa nó ở đây rồi nó cụp với nhau, rồi mốt đám cưới tao cũng có cháu cố. Ai có về nó đi qua bển lạ nước lạ cái, chưa chắc tác động này tác động kia mà tụi nó có thể tiến tới hôn nhân. Trời ơi khó lắm chứ buồn. Mày không có hiểu được cái nỗi lo của tao đâu. Lấy dĩa bánh lại đây. Ăn miếng cho nó đỡ trống vắng chứ không. Sư nó có kỹ cô gì mà qua bển ở. Thằng này xin ai có về ông ra ông đứng đó rồi ông bù lu bù loa vậy ông làm gì ông cự.
Ông làm như là có mình tôi khóc. Hồi nãy tôi thấy ông đứng ngoài bụi chuối ông khóc mình nè, đúng không? Làm cho tôi không biết. Tại tôi nghĩ tương lai tôi xa cháu ngoại tôi nên tôi buồn tôi mới vậy thôi. Thì ông cũng giống như tôi thôi. Có một đứa cháu nội à, nuôi nó từ nhỏ đến lớn. Ở đây giờ nó ra nước ngoài nó sống, biết chừng nào mới gặp mặt lại nó đây. Nhưng mà ông sướng hơn tôi. Ông nuôi nó từ nhỏ tới lớn, ông có thời gian dài, ông cháu ông hữu hỷ. Còn tôi với thằng cháu ngoại tôi, thằng đẻ ra nó đi, nó đi biệt mù sang giả. Hồi năm rồi nó đi đâu mới nó ở cả năm trời nó mới về. Rồi bây giờ nó lại đi nước ngoài nữa. Ê. À, cháu nội ông với cháu ngoại tôi, tụi nó quen nhau đó, mà ra nước ngoài nó sống ở gần gũi. Cái này không chừng tôi với ông sau này gia đình đó nha. Tới đầu hay tới đó đi, nói trước bước không qua đâu.